Theo các tài khoản mạng xã hội thân Nga, hình ảnh vừa rồi xuất hiện hôm 12 tháng 9 cho thấy một radar P-18 của Ukraine bị tiêu diệt ở miền đông. Tuy nhiên, có thể lực lượng Nga đã phí đạn dược đắt tiền để phá hủy một mục tiêu giả. Thông tin này được tờ Business Insider dẫn lại từ thông báo của công ty thép Metinvest, nơi đã sản xuất các mồi nhử cho quân đội Ukraine. Trong một bài đăng trên Facebook hôm 13 tháng 9, công ty cho biết quân đội Nga đã tấn công một mô hình radar P-18 Malachi của Ukraine vì không thể phân biệt được đâu là hàng giả và hàng thật. Công ty đã chia sẻ những hình ảnh về mô hình radar trước và sau cuộc tấn công, hiện chưa thể xác thực thông tin từ công ty. Theo Metinvest, công ty đã chế tạo ít nhất 250 khẩu pháo giả để nhử quân đội Nga tấn công, bao gồm cả pháo M777 giả. Các mồi nhử có giá thành chỉ vài ngàn đô la Mỹ có thể thu hút lực lượng Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đắt tiền. CNN dẫn lời phát ngôn viên của công ty cho biết, chiến sự rất tốn kém và chúng tôi cần người Nga chi tiền sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tiêu diệt mồi nhử của chúng tôi. Theo công ty, các mô hình giả được làm từ những vật liệu như ống nước và ván ép, nhưng nó vẫn sử dụng một tỷ lệ kim loại tạo ra dấu hiệu nhiệt gần đúng. Metinvest thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Ukraine Rinat Ametov, một tỷ phú từng là đối thủ chính trị lâu năm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.